Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 9, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, sau biến cố tháng 4 năm 1975, trên 2 triệu người Việt đã tất tưởi bỏ nước ra đi tìm tự do. Hơn 2/3 nhân sinh đã bỏ mạng trên đường bộ hoặc là chìm khuất dưới lòng đại dương. Chỉ có một số rất nhỏ đã cập bến an toàn và sinh sống nơi đệ tam quốc gia. Với bản chất cần cù, siêng năng là một trong những phẩm chất đáng quý của người Việt Nam. Nó là yếu tố quan trọng giúp cho người Việt bảo đảm duy trì được cuộc sống nơi xứ người. So với các sắc tộc khác sinh sống ở Hoa Kỳ, thì người Việt Nam cần cù và tinh thần dân tộc vượt trội hơn tất cả. Tuy nhiên, thảm họa Katrina đã làm cho ngư dân Đông Nam Louisiana nói chung và New Orleans nói riêng, đặc biệt là ngư dân Việt Nam. Trận bão thế kỷ đã làm ngập lụt cả một vùng rộng lớn, gây chết chóc, trong đó có cả người Việt Nam. 70% số người Việt làm nghề đánh tôm, đánh cá đã bị mất phương tiện làm ăn. Rất nhiều người ở đây bị mất hết nhà cửa, xe cộ, lẫn tiền bạc. Chưa đến 5 năm sau, thì sự việc dầu loang xảy ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng Việt Nam, vốn sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản. Tình hình trên một lần nữa lại khuấy động thêm đời sống người dân tại đây. Tuy nhiên, không gì có thể làm khó được người dân Việt Nam. Cộng đồng Việt Nam có cả nhiệt huyết và kỹ năng, khiến cho việc bắt đầu nỗ lực canh tác trở thành một bước tự nhiên. Hướng tới phục hồi kinh tế, đồng thời duy trì và thể hiện văn hóa của mình. Thật khó để hiểu ý tưởng tái thiết. Tuy nhiên, theo thời gian thì cộng đồng người Việt đã có thể xây dựng lại những gì đã từng bị phá hủy, xây dựng lại một cộng đồng sôi động và tươi đẹp. Sau đây, Minh Thúy mời quý vị theo dõi chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 2 với ông John Hoàng Nguyễn do Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thì quý vị biết rồi, người Việt Nam chúng ta có khuynh hướng giữ tiền mặt, không có tiền ở nhà băng. Thực sự là bởi vì ở nhà băng ở Việt Nam trong bây giờ không có được bảo đảm. Thành thực chúng ta hiểu, còn trong khi nhà băng của Mỹ này là FDIC, tức là Federal Deposit Insurance Corporation. Thành thực nếu nhà băng đó có bị trở ngại thì chính phủ liên bang luôn luôn sẵn sàng đứng vô để dàn xếp để bảo đảm cái tiền của người dân. Thành thử cái mà người Việt Nam chúng ta không quen cái phong tục gửi tiền trong nhà băng. Thứ nhất là phức tạp phải ra tới đi vô. Thứ hai là họ vẫn mang cái tân đồng của mình là nhà băng không được bảo đảm. Thành thử chính vì vậy mà nhất là các ngư phủ họ giữ tiền mặt rất là nhiều. Và khi mà có chuyện xảy ra đó thì họ phải mang tiền theo người của họ rất là cực. Và thứ hai là nguy hiểm nữa. Thì đó là cái chuyện bây giờ cho tới bây giờ ngày hôm nay đó vẫn còn một số ngư phủ vẫn giữ tiền mặt, nhưng bây giờ đã có nhiều ngư phủ đã quen rồi bắt đầu bỏ tiền cho nhà băng, bởi vì nếu không là khi họ mua nhà đó, cái chỗ mà vay tiền hỏi là tại sao tiền mặt nhiều như vậy, họ không tin là người là đi bán tôm bán cá xong là giữ tiền mặt lại. Rồi có một số người thì là lâu lâu họ bỏ tiền mặt trong xong sau đó họ lấy tiền ra trở lại. Thành thử đó là số ít, và đa số người Việt Nam bắt đầu quen nhìn nhận rồi và họ biết rằng là vấn đề mà giữ tiền mặt rất là nguy hiểm. Và quay trở lại vấn đề là khi mà cơn bão Katrina đó là thực sự các ngư phủ là người nạn nhân lớn nhất, là bởi vì nếu anh cứ nhớ cái lắc cái cầu mà ngay trên nhà anh Phong đó, ngay sau cơn bão Katrina là trên chiếc tàu đó là các hàng chục chiếc tàu khác. Chiếc cầu đó là tàu nó bị nâng lên trong đơn, nó nằm trên chiếc tàu đó, trên cầu đó. Thành từ vừa tới cầu chúng ta thấy một lô các tàu bè nằm trên hình trên chiếc cầu đó. Là bởi vì sao? Bởi vì nước lên quá cao, hình nâng tàu lên, mà khi nâng cúp xuống là cái tàu đó nó ngay trên cầu luôn. Mà trong nước có tàu Việt Nam rất là nhiều, nếu mà coi chứ và trong cái tài liệu thì có chiếc tàu tên là Thủy Thang ngay trên cầu vậy đó. Thì cũng rất may là người Việt Nam chúng ta sau Katrina tuy bị thiệt hại nặng nhưng mà họ quay trở lại liền để họ được FEMA giúp cho họ.
để rồi là như cũng như anh Phong và nhiều người khác giúp cho những người ngư phủ để lập lại cuộc đời liền. Và thật sự mà nói rằng là cái tình tương trợ người Việt Nam với nhau đó rất là tốt. Không như chúng ta nghĩ là người Việt Nam thiếu đoàn kết. Thực sự chứ đoàn kết đó, chẳng một nước nào và sắc tộc nào đoàn kết 100% cả. Nhưng mà cái tinh thần tương trợ của nhau của người Việt Nam đó, thật là tuyệt vời. Qua những cái trận thiên tai của Katrina, qua oil spill, dầu loang, cũng như qua trận bão lụt ở bên Harvey, ở bên Houston cũng vậy. Chúng ta thấy là người Việt Nam chúng ta tuyệt vời. Xin đừng vì cái chữ là thiếu đoàn kết mà chúng ta xa lánh người Việt Nam mình. Hãy tiếp tục thương nhau và tương trợ lẫn nhau, thưa quý vị. Vào năm 2010 thì cái giàn khoan Deep Horizon của công ty British Petroleum đổ ở dưới biển ở vùng Mexico cách New Orleans khoảng 100 miles. Thì ngay lúc đó đó, tức là tất cả chính phủ liên bang, FEMA, Coast Guard, các công ty dầu, rồi các institution, các đoàn thể tới giúp liền và để ngăn chặn lại. Thì lúc đó có chương trình điện tiền thiệt hại cho những người làm biển và những người trên bờ mà thiệt hại liên quan tới dầu loang. Thì những người Việt Nam mình chúng ta rất là hay là sau khi cái vụ dầu loang đó thì bắt đầu chính phủ liên bang có chương trình đi kêu gọi những người nào có tàu đi ra giúp họ để dọn dẹp cái dầu loang. Đi thì người Việt Nam chúng ta hầu hết là tham gia liền. Và chính vì vậy mà người Việt Nam chúng ta được tiếng một lần nữa là chịu khó giúp dọn dẹp môi trường. Mà cùng một lúc là những người làm như vậy được rất là nhiều tiền vì FEMA lúc đó trả rất là cao. Và từ đó thì là có một cái cơ quan gọi là Coastal Consulting Service được thành lập và được chính phủ liên bang tài trợ một thời gian để lo giúp các ngư phủ Việt Nam trong việc trong khi mà không chưa có việc làm trở lại. Thành thử cái mỗi khi chúng ta thấy này, mỗi khi có một cái biến cố quan trọng, có một cái disaster, một thiên tai thì người Việt Nam chúng ta luôn luôn vượt qua cái thiên tai đó, những cái trở ngại đó như chúng ta vượt biển năm 1975 để lập lại cuộc đời như vậy, thưa quý vị. Thành thử đối với người Việt Nam chúng ta, cái sự khó khăn đến với chúng ta không ngồi im để than van mà chúng ta dùng cái cơ hội đó để vươn lên, để chứng tỏ rằng khả năng sinh tồn chúng ta rất là cao. Dạ thì lúc đầu, thời gian đầu thì các cựu quân nhân và các đoàn thể ngồi lại với nhau là một cái cộng đồng Việt Nam. Và họ theo cái đường lối thời xưa là các đoàn thể, mỗi đoàn thể có một người đại diện làm và tham gia vào cộng đồng. Thì cái hình thức đó bắt đầu đã hơi không còn là thích hợp nữa rồi. Hiện thời thì cộng đồng Việt Nam vẫn dưới hình thức đó, nhưng mà có lẽ tôi nghĩ rằng là sẽ từ từ thay đổi để qua hệ thống đường lối là cử tri bầu phiếu, để cho người trẻ cũng như những người khác có cơ hội để phục vụ hơn. Rất may tại New Orleans chúng tôi, thành phố rất là nhỏ, cư dân của cả tiểu bang Louisiana năm 2020 chỉ là 30.000 người. Nhưng mà tiểu bang Louisiana là tiểu bang đầu tiên được lá cờ vàng ba sọc đỏ công nhận cấp tiểu bang. Và người Việt Nam được quyền trưng quyền lá cờ vàng ba sọc đỏ khắp tiểu bang, ngay cả những thờ trường học và những chùa chiền. Cùng một lúc là tiểu bang Louisiana là tiểu bang có những cái chương trình đặc biệt của người Việt Nam. Thí dụ chúng ta Phở Festival là cái đại hội phở thành phố của quận Jefferson tài trợ hàng năm cho người Việt Nam để mở tiệm phở, để mở cái Phở Festival để quảng cáo cho người Mỹ những món ăn Việt Nam. Và cái điều của chúng tôi là thương lượng với thành phố New Orleans, với quận Jefferson là như thế này. Chúng tôi biết rằng là người Việt Mỹ sẽ rất thích nhà hàng Việt Nam, món ăn Việt Nam vì món ăn Việt Nam rất là tốt, không có chất mỡ, béo nhiều. Nhưng mà người Việt Nam chúng tôi không có dám mở nhà hàng. Thành thử chúng tôi xin người nghị viên lúc đó là Biden Lee ở bên quận Jefferson. Tôi nói rằng là nếu ông cho tài trợ cho chúng tôi xin 3.000, 10.000 đô la để mở cái Phở Festival đó, thì tôi guarantee với ông là trong 3 năm, cái số lượng nhà hàng chúng tôi mở ra đó sẽ nhiều, rất là nhiều. Và cái tax revenues đến từ các tiệm phở đó, nếu mà nó dưới 10.000 đô la thì ông lấy lại cái số tiền 10.000 Phở Festival. Còn nếu mà số tiền tax revenues từ các nhà hàng Việt Nam mở ra sau này đó mà cao hơn 10.000 đó thì ông tiếp tục cho chúng tôi mở festival. Để sao? Để chúng tôi tiếp tục mở những nhà hàng khác trong các quận. Và sau 3 năm thì cái số tiền tax revenue của thành phố, của quận Jefferson nhé, trên 50.000. Họ cho một cái 10.000 thôi. Và bây giờ đó là cứ tiếp tục hoài thôi. Là bởi vì sao? Người Mỹ họ thích ăn món Việt Nam rồi, họ thích. Là bởi vì ngoài món phở ra họ có những món như là spring roll, những món của Việt Nam mình rất là tốt,
rất là organic và rất là healthy. Và thành thử không phải tại New Orleans, bây giờ chúng ta đi khắp nơi, nhà hàng Việt Nam làm Mỹ ăn rất nhiều. Thành thử cảm ơn cái chuyện đó, và cảm ơn là người Mỹ họ bắt đầu thích Việt Nam, và cũng cảm ơn những người Việt Nam đã dám dấn thân liều để mở nhà hàng. Và chúng ta thấy có nhiều nhà hàng Việt Nam nhờ mở ra, khách là khách Mỹ hoàn toàn. Mời quý vị đón xem chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam phần 3 với ông John Hòa Nguyễn, sẽ được phát hình vào tối thứ Sáu ngày 20 tháng 9, 2024. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.